Xin chào các bạn, Ý hay Italia? Đây là một nước Cộng hòa ở phía nam của châu Âu, bao gồm phần diện tích đất liền, đảo Sardinia, đảo Sicily và các đảo nhỏ xung quanh chúng. Với tổng diện tích khoảng 301.336 km², xấp xỉ diện tích của Việt Nam. Lãnh thổ Italia được bao bọc bởi biển Địa Trung Hải ở ba phía, còn phía bắc có đường biên giới đất liền tiếp giáp với Pháp, Thụy Sĩ, Áo và Slovenia. Ngoài ra, thành phố Vatican và San Marino là hai quốc gia có chủ quyền nằm trọn trong lãnh thổ Italia. Do hình dạng lãnh thổ nên Italia thường được ví như chiếc ủng, với phần biên giới phía bắc được giới hạn bởi dãy Alpe. Dãy núi này trải dài theo hình vòng cung từ Ventimiglia ở phía tây đến Gorizia ở phía đông. Tại đây có đỉnh Mont Blanc nằm ở biên giới với Pháp, cao 4.819m so với mực nước biển, là điểm cao nhất của Italia. Trên bán đảo Italia thì dãy Apennines chạy dọc theo toàn bộ chiều dài của bán đảo và tạo thành xương sống cho khu vực này. Nhìn chung, vùng núi Alpe ở Italia nhìn giống như bức tranh sơn thủy hùng vĩ với những bức tường đá dựng đứng, những đỉnh núi giang cưa, những thung lũng hẹp và sâu. Còn dãy Apennines thì lại thấp hơn dãy Alpe với điểm cao nhất chỉ 2.914m so với mực nước biển. Tuy nhiên, dãy Apennines lại tách biệt hai khu vực dân cư và sản xuất quan trọng của đất nước là bờ biển phía đông và bờ biển phía tây. Còn phía nam bán đảo là các vùng đất ven biển khô nóng. Tại đây có ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động duy nhất trên lục địa châu Âu. Đó là núi Vesuvius. Vào năm 79 sau Công nguyên, chính Vesuvius đã chôn cất hai thành phố La Mã nổi tiếng là Pompeii và Herculaneum, nơi có tàn tích là một điểm du lịch nổi tiếng. Nằm giữa dãy Alpe và Apennines là đồng bằng Padan, hay còn được gọi là đồng bằng Po. Đây chính là lưu vực của sông Po, dòng sông dài nhất ở Italia, với chiều dài 652 km. Mặc dù chiếm 15% diện tích lãnh thổ, nhưng đồng bằng Padana lại là khu vực quan trọng nhất của đất nước. Đồng bằng đặc trưng bởi nền công nghiệp thâm canh và các khu vực công nghiệp quan trọng nhất của Italia đều nằm ở đây. Các cây công nghiệp chính của đồng bằng Padana là lúa mì, ngô, lúa mạch, củ cải đường, cây gai, nho và rau. Ngoài ra, người ta cũng trồng dâu tằm. Lá dâu dùng để nuôi tằm lấy tơ làm nguyên liệu cho kỹ nghệ tơ lụa của Italia. Ngoài bán đảo Italia thì quốc gia này còn có khoảng 350 đảo nằm trên biển Địa Trung Hải, bao gồm cả đảo Sicily và đảo Sardinia. Trong đó, Sicily là hòn đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải, rộng khoảng 25.708 km². Hòn đảo này tách khỏi lục địa bởi một eo biển, mà điểm hẹp nhất chỉ 3,1 km. Phía đông của đảo Sicily bị thống trị bởi núi Etna, đây là một trong bốn ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ở Italia, đồng thời là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Nhỏ hơn Sicily một chút xíu là đảo Sardinia. Đây là hòn đảo lớn thứ hai ở biển Địa Trung Hải, rộng khoảng 23.800 km² và được thiên nhiên ưu đãi với nhiều mỏ khoáng sản phong phú, ví dụ như vàng, than, kẽm và đá granite và đất nông nghiệp màu mỡ. Về khí hậu, nhiệt độ trung bình của Italia chỉ ở mức 15,9 độ C, nhưng nó cũng có sự thay đổi đáng kể từ phía bắc đến phía nam. Ở phía bắc của đất nước, khí hậu rất khắc nghiệt, với mùa đông rất lạnh, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới mức đóng băng, mùa hè thì rất nóng và ẩm ướt. Ở miền Trung thì khí hậu ôn hòa hơn, với sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông nhỏ hơn. Còn ở miền Nam của đất nước và các hòn đảo thì mùa đông tương đối ấm, còn mùa hè thì nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ đôi khi lên tới 42 độ C. Lượng mưa ở hầu hết các vùng của đất nước đều đủ cho các hoạt động nông nghiệp, với lượng mưa lên đến 1.270mm tại một số địa điểm ở phía Bắc và giảm xuống còn 760mm ở phía Nam. Tuy nhiên, vào mùa hè ở miền Nam, việc tưới tiêu là cần thiết cho nông nghiệp và thường kéo dài trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Về hành chính, Italia được cấu thành bởi 20 khu vực. 5 trong số này được hưởng quy chế tự trị đặc biệt, bao gồm Aosta Valley, Friuli Venezia Giulia, Sardinia, Sicily và Trentino Alto Adige. Thủ đô của đất nước là thành phố Rome. Đây cũng là thủ phủ của khu vực Lazio, đồng thời là thành phố đông dân nhất đất nước, là thành phố đông dân thứ 3 ở EU sau Berlin và Madrid, với 2.860.000 người sinh sống. Vào năm 753 trước Công nguyên, thì thành phố này được Romulus, vị vua đầu tiên của Vương quốc La Mã, xây dựng trên 7 ngọn đồi, tọa lạc theo hạ lưu dòng Tiber, cách cửa sông khoảng 24 km. Trong suốt hơn 700 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7, Rome chính là trung tâm quyền lực của châu Âu. Sau khi sự thống trị của đế chế La Mã kết thúc, Rome đã trở thành nơi ngự trị của giáo hoàng cho đến tận năm 1870.
Ngày 2 tháng 10 năm 1871, Rome chính thức trở thành thủ đô của Vương quốc Italia và sau đó là Cộng hòa Italia. Ngày nay, Rome mang đẳng cấp của một thành phố toàn cầu và thường xuyên được xướng trong danh sách top những thành phố đẹp nhất thế giới. Năm 2019, Rome xếp thứ 11 trong số những thành phố được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới, đứng thứ 3 tại châu Âu, đồng thời được xem là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nổi tiếng nhất tại Italia, với 10,1 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm. Việc thành Vatican nằm trọn trong Rome khiến thành phố trở thành địa điểm quan trọng bậc nhất đối với những người theo Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ. Khu trung tâm lịch sử của Rome cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới và đấu trường La Mã trở thành điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất thế giới. Đấu trường được xây dựng trong 8 năm và hoàn thành vào năm 80 trước Công nguyên, là khán đài hình vòng cung đầu tiên được xây dựng ở Rome, có sức chứa 50.000 khán giả và 80 cửa ra vào, đảm bảo đám đông có thể vào và thoát ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, đồi Palatine, quảng trường Venice, quảng trường Tây Ban Nha, đài phun nước Trevi, lâu đài San Angelo, lâu đài Quirino, lăng tẩm của hoàng đế La Mã Haria, đài kỷ niệm Victor Emmanuel, tòa quốc hội La Mã và bảo tàng điêu khắc Bocuse cũng là những địa điểm thu hút khách du lịch của thành phố này. Mặc dù nền kinh tế của thành phố thiếu vắng ngành công nghiệp nặng, nhưng bên cạnh du lịch thì ngành dịch vụ, các công ty công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, quốc phòng, viễn thông, xây dựng và hoạt động thương mại, đặc biệt là ngân hàng, đều đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của Rome. Về dân số và ngôn ngữ, trái ngược với Canada, quốc gia mà chúng ta đã tìm hiểu ở video trước. Từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến thập kỷ 1960, Italia là một quốc gia xuất cư hàng loạt, đặc biệt giai đoạn từ những năm 1898 đến năm 1914 là đỉnh cao của làn sóng người Italia tha hương, với khoảng 750.000 người xuất cư mỗi năm. Nhưng cho tới ngày nay, Italia vẫn là quốc gia đông dân thứ 5 tại châu Âu, với khoảng 59.582.000 người sinh sống. Trong đó, người Italia chiếm đến 91,7% dân số. Còn lại là những nhóm nhỏ người dân Đức, người Pháp, Slovenia, Albania, Ukraine, Ba Lan, Maroc, Ai Cập và một số quốc gia khác. Ngôn ngữ chính thức và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn quốc là tiếng Italia. Bên cạnh đó, quốc gia Nam Âu này còn công nhận 12 ngôn ngữ thiểu số lịch sử, nhưng chỉ có 4 ngôn ngữ trong số đó được hưởng quy chế đồng chính thức trong một khu vực nhất định, bao gồm tiếng Pháp ở Aosta Valley, tiếng Đức ở Nam Tyrol, tiếng Ladin ở một số vùng của tỉnh Nam Tyrol và một số vùng của Trentino lân cận, tiếng Slovenia ở các tỉnh Trieste, Gorizia và Udine. Về tôn giáo, du nhập vào bán đảo Italia từ thế kỷ thứ nhất, Công giáo La Mã đã đóng vai trò quan trọng đối với đời sống của người dân bán đảo này trong khoảng 2.000 năm qua. Vào khoảng năm 1929, Công giáo La Mã chính thức trở thành quốc giáo của nhà nước Italia với việc ký kết Hiệp ước Lateran. Tuy nhiên, một hiệp ước mới được phê chuẩn vào năm 1985 đã chấm dứt vị thế quốc giáo của nhà thờ và bãi bỏ việc giảng dạy tôn giáo trong các trường công, cũng như giảm đóng góp tài chính của nhà nước cho nhà thờ. Cho tới ngày nay, mặc dù số người theo Công giáo đang giảm dần, nhưng theo một khảo sát đầu năm 2021 cho thấy, 79,2% dân số Italia vẫn là tín đồ Công giáo La Mã. Theo sau là chính thống giáo Đông Phương chiếm 3,5% dân số, Hồi giáo chiếm 1% dân số, Phật giáo chiếm 0,4%, Tin lành chiếm 0,3%, Thuyết vô thần và Thuyết bất khả trì chiếm 11,6% dân số. Còn lại là các tôn giáo khác và những người không khai báo. Về kinh tế, hệ thống kinh tế tư bản của Italia chủ yếu dựa trên các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhưng do nguồn cung tài nguyên thiên nhiên hạn chế, cho nên hầu hết các nguyên liệu thô và nguồn cung năng lượng của quốc gia này đều phải nhập khẩu. Dù vậy, Italia vẫn là đất nước phát triển, đồng thời là nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới, với GDP danh nghĩa năm 2020 đạt 1.880 tỷ USD và GDP bình quân đầu người lên tới 31.553 USD. Tuy nhiên, ở miền Bắc của đất nước, đặc biệt là các thành phố nằm trong thung lũng Panda, hoạt động công nghiệp hóa diễn ra mạnh hơn, với sự chi phối của khu vực tư nhân đối với lĩnh vực sản xuất và chế biến. Ngược lại, miền Nam của Italia ít được công nghiệp hóa hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào các hoạt động nông nghiệp. Khu vực này cũng nhận được các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội nhiều hơn để hỗ trợ lượng lớn dân số thất nghiệp. Còn một số khu vực, cả ven biển và miền núi, được du khách từ khắp châu Âu và trên thế giới săn lùng làm địa điểm nghỉ dưỡng, thì những khu vực này lại phụ thuộc vào chi tiêu của khách du lịch. Nói đến du lịch thì Italia là quốc gia có lượt khách du lịch quốc tế ghé thăm đứng thứ 5 trên thế giới với 64,5 triệu lượt khách.
cùng với doanh thu từ khách du lịch quốc tế đứng thứ 6 với 49,6 tỷ USD theo số liệu năm 2019. Đặc biệt, Italia còn được mệnh danh là quốc gia có số lượng di sản thế giới được UNESCO công nhận nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngoài một số địa điểm mà 5 phút thôi có nêu ở phần thủ đô Rome, thì một số địa điểm nổi tiếng khác có thể kể đến như thành phố Florence. Florence được Julius Caesar thành lập vào năm 59 trước Công nguyên để làm nơi định cư cho những người lính kỳ cựu của ông, với vị trí thuận lợi và nằm trong thung lũng phì nhiêu của con sông Arno và ở giữa tuyến đường nối liền thành phố Rome với miền Bắc Italia. Thành phố đã nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại và chính trị quan trọng của đất nước cũng như cả châu Âu lúc bấy giờ. Nơi đây cũng là cội nguồn của phong trào cách tân trong lĩnh vực thơ ca, hội họa, điêu khắc và kiến trúc của những tên tuổi lừng danh như Michelangelo Donatello và Brunelleschi. Theo thống kê của UNESCO, thì có 60% những công trình kiến trúc quan trọng nhất của nhân loại nằm tại Italia, trong đó có hơn một nửa thuộc về Florence. Đây là lý do vì sao thành phố này còn được mệnh danh là cái nôi của thời kỳ phục hưng và là thiên đường nghệ thuật của đất nước. Bờ biển Amalfi nằm về phía nam của bán đảo Sorrentine, thuộc tỉnh Salerno, miền nam Italia. Amalfi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997. Đây là một khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục và đa dạng, đồng thời là một khu định cư phổ biến từ thời đầu Trung Cổ. Bản thân bờ biển dường như là một ban công lớn lơ lửng giữa biển xanh như pha lê và chân của dãy núi Latari. Dãy núi Dolomit. Đây là dãy núi nằm ở phía đông bắc của Italia. Dãy núi này là một phần của dãy Alper, bao gồm 18 đỉnh núi cao hơn 3.000m. Dolomit thường được ví như một tác phẩm điêu khắc do tạo hóa bản tặng với những vách đá dựng đứng, những ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng cùng những thung lũng hẹp và sâu. Chính bởi phong cách thiên nhiên ngoạn mục này, Dolomit đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2009. Ngoài ra, tháp nghiêng Pisa, nhà thờ Santa Maria del Fiore, kênh đào Gran Canan ở Venice, Pompeii và núi Vesuvius, hồ Como, Cinque Terre, vương cung thánh đường Mark cũng là những địa điểm thu hút khách du lịch ở quốc gia Nam Âu này. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Italia. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.